Hồng Vân xin kính chào quý khán thính giả của Vietfest TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình talk show ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp đón với lại Sơ Quyên đến từ Việt Nam. Sơ Quyên là của Hội Dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang, Cam Ranh. Và trong ngày 27 sắp tới đây, ngày 27 tháng 12, thì tại Moonlight đúng 6 giờ chiều sẽ có một buổi tiệc gây quỹ để nuôi các em. Hiện nay thì được biết là Sơ Quyên cùng với lại 7 sơ nữa đã và đang nuôi được cho 113 em, và những em nhỏ này là những em đã bị bỏ rơi. Trước hết thì Hồng Vân xin kính chào sơ ạ. Hồng Vân. Vâng, thưa sơ, trong ngày 27 tháng 12 sắp tới đây tại Moonlight Restaurant thành phố Westminster thì sẽ có một buổi tiệc gây quỹ gồm có tiệc ăn tối và có âm nhạc với lại rất là nhiều ca sĩ tên tuổi để giúp cho sơ cho một cái buổi gây quỹ để mà sơ có thể tiếp tục cùng với lại những sơ khác của Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang Cam Ranh để nuôi các em bị bỏ rơi, các em mồ côi cũng như là các cụ già neo đơn. Thì Hồng Vân có một cái thắc mắc là xin hỏi sơ là nghe nói đến Hội Dòng Mến Thánh Giá cũng nhiều, thì là chắc là có nhiều Hội Dòng Mến Thánh Giá phải không thưa sơ? Sơ xin trả lời là mỗi giáo phận là có một dòng Mến Thánh Giá và cái tên đó là thuộc về cái tên của giáo phận. Dạ, dạ vâng. À, thành ra là có nhiều dòng Mến Thánh Giá. Ví dụ như Mến Thánh Giá Nha Trang, Mến Thánh Giá Đà Lạt. Dạ vâng. Thì Sơ Quyên là thuộc về Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang Cam Ranh. Dạ vâng. Thì hiện nay đó thì sơ đã nuôi được 113 em cho đến ngày hôm nay. Thì cái hội này đã được thành lập bao nhiêu lâu rồi thưa sơ? Cách đây 15 năm. 15 năm. Chúng tôi đã quy tụ các em. Những cái trẻ em này là những cái trẻ em đã bị cha mẹ bỏ, xã hội bỏ. Thì chị em chúng tôi cũng cưu mang các em. Nhưng mà với cái kinh phí rất lớn để lo cho các em từ ăn học cho đến bảo hiểm sức khỏe, rồi tất cả các cái chi phí chúng tôi không có đó, điều kiện để mà đủ để tiếp tục nuôi dưỡng các em. Chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em, quý anh nhân có thể giúp chúng tôi chu toàn được cái sứ vụ của mình. Dạ vâng. Và trong 113 em mồ côi đó thì tuổi từ mấy tuổi đến mấy tuổi hả thưa sơ? Từ 0 tuổi đến 18 tuổi. Từ mới sơ sanh mà người ta đã bỏ. Sanh, họ bỏ từ khắp nơi. Ví dụ như là từ bệnh viện, rồi từ những người xe ôm người ta mang tới, rồi từ ngay cổng của máy ấm. Đó là những cái trường hợp mà các em đến. Dạ. Thì các sơ cũng tự lực tự cường phải không ạ? Hay là mấy em mà lớn thì cũng sơ dạy nghề rồi cũng phải làm việc lặt vặt để mà mang đi bán hay là sao hả thưa sơ? Từ bé thì chúng tôi đã nuôi dưỡng các em và cũng huấn luyện các em trong những cái nghề nhỏ. Dạ. Nhưng mà lớn lên thì các em 18 tuổi thì các em phải rời bỏ mái ấm, phải làm đơn tự mình sinh ra khỏi mái ấm để tự lập thân. Dạ. Đó là một cái sự khó khăn cho máy ấm. Người ta nói là con nhỏ thì lo một, con lớn thì lo 10. Yeah. Bước chân ra đời với hai bàn tay trắng. Yeah. Thì cũng rất lo cho các em. Vì thế mà chúng tôi ước mong cũng có những cái số tiền để cho các em học nghề. Yeah. Rồi để các em vững chãi hơn khi các em bước chân vào đời. Vâng, vậy thì xin mời quý vị đến tham dự đông đảo cùng với gia đình. Trước là mua vui, sau là làm nghĩa. Và giá vé chỉ có 30 đô la mà thôi, là gồm cả ăn tối tại nhà hàng Moonlight Restaurant và thưởng thức một chương trình văn nghệ thật là đặc sắc. Và cũng để tiếp tay để mà giúp nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi. Và quý vị có thể giữ chỗ ngay tại bây giờ. Liên lạc với lại Sơ Quyên, điện thoại là 832-288-7300 hoặc là chị Loan ở 714-981-8998, chị Loan 714-981-8998, và hai số điện thoại này đang hiện lên trên màn ảnh của quý vị.
thì quý vị nhanh nhanh để mà giữ chỗ, quý vị có thể liên lạc để mà giữ một cái bàn, rồi sau đó thì có thể kêu gọi gia đình, bạn bè để mà cùng ngồi cùng một bàn với nhau cho vui, cùng hàn huyên và thưởng thức văn nghệ, cũng như là giúp một bàn tay cho các em mồ côi do Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang Cam Ranh tổ chức. Vâng, thưa sơ Quyên đó, Hồng Vân nghe nói là sơ và các sơ bảy sơ kia, tức là tất cả là có 8 sơ để mà điều hành cái máy ấm nhân ái tại Cam Ranh đó, Nha Trang đó, thì 113 em như vậy thì chắc là tốn kém lắm. Đồ đồng thì một em như vậy đó thì tốn kém bao nhiêu để mà nuôi các em mỗi ngày hả thưa sơ? Chúng tôi đổ đồng hết tất cả các sơ và các em thì cứ mỗi người là mỗi ngày là $1. Một ngày là đô la, tức là một tháng mỗi một đầu em như vậy đó, thì là 113 em cộng với 8 sơ. Dạ. 113 em cộng 8 sơ là 121 người. Yeah. Miệng ăn mà nhân cho một đồng một ngày thì một tháng là mỗi đầu người là mất $30, một năm là $360. Vâng, vậy thì nếu mà quý vị mở rộng lòng của mình ra mà nuôi mà gửi $360 thì chúng ta có thể đỡ đầu được một em, đúng không thưa sơ? Đúng rồi. Dạ vâng. Mà một đồng đổ đầu đó là mấy em mà chẳng hạn như là sơ sanh đó thì cần phải sữa phải không ạ? Rồi tã. Sơ sanh thì có sữa, có tã. Dạ vâng, còn mấy em mà lớn hơn một chút thì cũng phải có cơm, có vâng có cơm, có thịt, có thức ăn. Dạ, rồi còn đó là có tính đó tiền là quần áo chưa thưa tiền, sơ? tiền ăn thôi, chưa có tiền quần áo phải chưa không ạ? Chưa có tiền quần áo. Quần áo và thì đi xin học. Hay là sao? Dạ, tiền là quần áo thì cũ. Đa số là xin quần áo cũ từ thành phố về. Ồ, vâng. Còn học hành thì sao? Ở trong đó có những người volunteer, các sơ dạy học hay là có những người ở ngoài volunteer vào? Các sơ thì dạy học kèm ở nhà. Dạ. Còn các em tất cả đều phải đến trường. À, vâng. Và đến trường thì các em cũng phải đóng học phí như tất cả các em khác. Ồ, chứ không có được không có miễn phí? Miễn phí. Ồ, chứ không phải các em mồ côi thì được miễn phí? Dạ không. Dạ. Vậy thì cũng rất là tốn kém nha. Vâng. Vâng. Mà nuôi được cách đây vài tháng đó thì là Hồng Vân thấy là 107 em mà bây giờ lên 113 em rồi. Tức là mới có hai tháng mà thêm mấy em nữa phải không ạ? Yeah, vâng. Dạ. Yeah. Tức là các sơ ở Việt Nam là vẫn tiếp tục là nếu mà đi ngoài đường hay là mấy người mà người xích lô mà tới. Ta lượm mang tới thì là mở rộng lòng ra phải không ạ? Vâng. 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 Ai cũng nhận hết, bé nào cũng nhận hết. Yeah. Mấy bé khuyết tật cũng nhận phải không ạ? Có những em bé khuyết tật và có những em bị đau. Bị Down syndrome. Down syndrome. Tội nghiệp quá. Thật ra là các sơ cũng phải đón nhận thì bởi vì cũng là một con người, cũng là con một cái. Một sinh mạng. Dạ vâng. Vâng, và thưa quý vị, nếu mà quý vị ở xa hoặc là cái ngày 27 tháng 12 này mà quý vị kẹt thì quý vị cũng có thể gửi chi phiếu đến để mà giúp cho Dòng Mến Thánh Giá để nuôi, tiếp tục nuôi các em mồ côi. Thì quý vị có thể gửi chi phiếu về Thánh Giuse Foundation và PO Box là 4505 thành phố Garden Grove, CA 92844. Hồng Vân xin nhắc lại một lần nữa là quý vị có thể gửi chi phiếu đến địa chỉ là Thánh Giuse Foundation, PO Box 4505, Garden Grove, CA 92844. Vâng. Còn nếu không thì quý vị có thể liên lạc với lại sơ Quyên hoặc là chị Loan, và sơ Quyên là 832-288-7300, 832 area code 288-7300 là số của sơ Quyên, hoặc là số của chị Loan là 714-981-8998, 714-981-8998. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý ân nhân. Tôi thay mặt cho các em và các sơ ở quê nhà để biết ơn đến những cái tấm lòng của quý ân nhân đã đến hoặc là muốn đến để giúp đỡ chúng tôi. Thì xin ơn trên ban muôn phúc lành cho quý ân nhân trong cái mùa Giáng sinh này. Và mấy ấm chúng tôi cũng luôn ghi nhớ những cái tấm lòng yêu thương của quý vị đã chia sẻ giúp đỡ chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi trong những khó khăn.
để cho các em có được một cái niềm vui tuổi thơ và một cái điều kiện học hành tốt, và để các em bước chân vào đời một cách vững bước hơn. Cho nên tôi thay mặt các em và cả nhà của chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa Hồng Vân thiết tha kêu gọi cùng quý vị là hãy góp một bàn tay để mà giúp cho mái ấm nhân ái tại Cam Ranh, Nha Trang. Và một lần nữa xin nhắc lại là cái buổi tối gây quỹ tại nhà hàng Moonlight trên thành phố Westminster là đúng 6 giờ chiều ngày 27 tháng 12 sắp tới đây, và có văn nghệ giúp vui với những tên tuổi như là Mai Thiên Vân, Quang Đông, Andy Lê, Hồng Duyên. Hồng Vân cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn Sơ Quyên đã chia sẻ về mái ấm nhân ái, và xin chúc cho tất cả quý vị có một mùa Giáng sinh thật là đầy hồng ân của ơn trên, thật là vui vẻ và ấm cúng. Xin kính chào quý vị.